À, cảm ơn anh Luân rất nhiều. Thì anh Luân là một đạo diễn, là một MC và là một bậc thầy về huấn luyện giọng nói. Có nghĩa là anh Luân có thể nói mà không cần dùng mic, nhưng mà ở một khoảng cách rất là xa mình vẫn có thể nghe đi nghe như vậy. Và phải nói là em biết anh Luân tới đây là một năm anh ha. Cảm ơn anh đã cho em rất nhiều giá trị và cho em một không gian để em có thể cảm hưởng có những cái niềm vui của mình, những đam mê của mình. Hôm nay thì không có ban nhạc, cũng không có MC, có em thôi. Em vừa là ca sĩ mà cũng sẽ là một người dẫn chuyện, một người kết nối với các anh chị. Nếu mà nói về lý do vì sao mà ở ngoài em sẽ có rất nhiều lý do, nhưng lý do lớn nhất là không đủ tiền, cho nên mình tự làm luôn. Giỡn thôi, thật ra Đạt nghĩ là những bài hát mình chọn là những bài hát có sắp xếp, thì chính mình là cái người hiểu bài hát đó nhất, chính mình là người hiểu cái cảm xúc của bài hát đó nhất, và chính mình là người hiểu câu chuyện của nó nhất. Cho nên ngoài mình ra không một ai có thể cởi được những câu chuyện đó tốt hơn mình. Cho nên là em quyết định mình sẽ vừa kết nối, vừa kể chuyện mà vừa thể hiện những ca khúc đó. Hôm nay cái tiết mục của mình là có 15 bài, em sẽ hát live 10 bài. Thì chỉ hát live thì càng về sau nó sẽ càng thuận. Cho nên lỡ mà phía sau nó có bởi quá thì mọi người cũng thông cảm cho em nha. Thôi ok, bây giờ không biết mình nói cái hát với thì thôi mình hát đi ha. Hát xong mình có chuyện để mình nói tiếp. Rồi, xin mời chúng ta vỗ tay cho anh Trịnh Nam Thanh, là anh Lê Tiến Mạnh. Anh là một nhân vật rất là quan trọng ngày hôm nay ạ. Rồi, thầy anh nói hát đầu tiên ạ. Mình anh ta điều liên.
Mẹ
bé đỏ mồng tơi luồn gạo mắm muối dưa cà. Chiều chiều trên đồng đùa vui bên nhánh sông biển biển kêu ngày thơ âu đó bây giờ đã xa đời thôi. Và từng ngày mẹ mong lớn khôn đâu rồi mà sao không nhớ quê hương. Buồn rồi buồn làm sao, thèm nghe tiếng khóc ban sơ, mai nó về áo còn sờn dai. Có ai quay về ngồi, mẹ không chiếc áo năm xưa. Có ai quay về, cho mẹ thấy mặt thằng con. Kia bầu trời xa xăm, nhắn con tôi dừng. Về đây bên mái tranh xiêu, một mình mẹ quanh hiu. Giờ đây mai tóc như mây, cánh cá đầy nỗi lòng nào dơi. Có con chim chiều chiều lặng im không hót trên cây. Nó đau trong lòng thấy thương nỗi thương mẹ thôi. Oh.
suốt mùa dịch vừa qua là bản thân Đạt cùng với cái giải pháp về y tế sức khỏe dự phòng thì Đạt cũng đã giúp được cho người F0 phục hồi tại nhà bình an. Và trong suốt cái quá trình đồng hành với các F0 đó, thì mình mới thấy một điều là có những cái gia đình chỉ sau một đêm thôi là đứa trẻ nó mồ côi, cả ba và mẹ đều không còn. Tự nhiên cái lúc mà mình đồng hành cùng với các bạn thì mình thấy rất đau, rất đau. Cho nên bây giờ khi mà mọi thứ đã ổn định rồi, Đạt chọn bài này bởi vì Đạt nghĩ rằng đến thời điểm hiện tại mỗi người ở đây chúng ta vẫn còn gia đình, vẫn còn ba mẹ, vẫn còn nghe được tiếng nói người thân của mình, đó là một điều may mắn, đúng không? Cái bài đầu tiên là một cái bài về quê hương đất nước, là cái tình yêu rộng lớn bao la. Thì cái bài thứ hai là một cái bài nó thu hẹp phạm vi lại thôi, là mình nhớ về những người thân của mình, và đặc biệt là cái nỗi lòng của một người mẹ khi mà phải xa cách đứa con vì một lý do nào đó. Thì thông qua hai bài đầu tiên, chúng ta đã nói về tình yêu về quê hương đất nước, tình yêu về ba mẹ gia đình. Thì đến bài thứ ba, cho các bạn được chuyển cái màu sắc một chút xíu ha, vẫn là quay về tuổi thơ thôi. Đạt là người Sài Gòn gốc Hoa, thì tuổi thơ của Đạt là ở Chợ Lớn. Không biết các anh chị như thế nào nha, nhưng mà riêng với Đạt đó, những cái